Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Hiện tại em đang có mặt tại vườn nhân giống sầu riêng ha anh chị. Để quan sát sau lưng em toàn bộ là những cây sầu riêng đã được nuôi lên tàn dụng ha. Hàng này là nuôi để dành cho khách trồng, khách mua về trồng anh chị. Nuôi hàng là hai cơi ba cơi ha. Hàng cơi ba cơi tàn dụng hết anh chị quan sát ha. Rồi để em quay camera sau lại cho anh chị tham quan cái vườn nhân giống sầu riêng bên trại giống bên em anh chị. Thì trên video anh chị đang xem là cái giống sầu riêng Musangkin D197 ha, gốc là từ 2,5 3 phân đổ lên anh chị, từ 2,5 đổ lên ha. Còn ở đây thì gốc này là từ 3 phân đổ lên nha anh chị, cũng là sầu riêng Musangkin D197 nha. Để quan sát quay sơ từ từ cho anh chị xem ha, dẫn từng lô cho anh chị xem. Còn đây là sầu riêng Ri6 anh chị, hàng nuôi gốc lớn nha. Bên đây là toàn bộ là những cái cây nuôi gốc lớn không anh chị, để cung cấp cho anh chị trồng ha. Còn đây là cũng là hàng Ri6 nhưng mà này là ba cơi tàn dù ha, chị thấy quan sát tàn dù nè. Còn đây là mỏng thon ha anh chị, mỏng thon gốc lớn. Đây mỏng thon gốc lớn, đây mỏng thon gốc lớn hơn nữa anh chị, gốc sồ, gốc sồ anh chị, cùm tay à, lớn hơn cùm tay, trồng rất là mập luôn ha. Vô chậu anh chị, sang chậu nuôi để phục vụ, này là em trực tiếp vào để phục vụ khách trồng anh chị. Còn thằng này là thằng Black Thon anh chị, sầu riêng Black Thon ba cơi nha, hàng ba cơi tận dụng. Còn đây là Ri6 anh chị, Ri6 Musangkin, Musangkin ba cơi. Thằng này là thằng Black Thon anh chị, món thon này là thằng hai cơi ha, gốc cực kỳ đẹp anh chị. Quay chia sẻ với anh chị về cái trại giống bên em ha. Đi cho anh chị tham quan hết luôn. Sẵn đây thì dẫn anh chị đi tham quan một lượt cho anh chị xem. Những cái hàng là hàng nuôi anh chị, nuôi trong chậu xe lớn nè. Đây hàng Ri6 anh chị. Bên trong cũng Ri6 luôn, hai cơi ba cơi. Rồi. Đây, anh chị ha. Mỏng thon Ri6, Musangkin Black Thon. Đây. Ở cỡ này thì em khoảng tầm đâu đó để khoảng chừng khoảng 2.000 cây ha. Nhưng mà toàn bộ là những hàng tuyển chọn tàn dù và gốc lớn, gốc đẹp không anh chị. Chị nào có nhu cầu trồng thì phải liên hệ với bên em ha. Để xem những cái gốc này rất là ok nha. Quay cho anh chị xem thực tế luôn. Cái khu này là cái chiên để nuôi cây cho khách thôi, cũng không có làm gì ha. Này thì để em coi thằng này là gì, ba cơi nè anh chị, ba cơi cây cao ha. Này sáu hũ anh chị, có cả sầu riêng sáu hũ luôn nha. Chị nào có nhu cầu tìm mua những cái giống sầu riêng như là sáu hũ, Ri6, mỏng thon, hàng ba cơi, hàng VIP, hàng VIP hàng đẹp gốc lớn ha. Thằng dù anh chị thấy thằng dù nè, bóc ra cho anh chị xem đây, đúng chuẩn thằng dù luôn ha. Cây bên em là 100% dù luôn, tại vì nuôi ở cái khoảng cách rất là thưa. Ri6 cũng vậy, thằng sáu hũ, thằng này là sáu hũ nha anh chị. Đây rất là đẹp luôn. Đây, bên đây sáu hũ luôn nè. Đồ này cũng sáu hũ nè, gốc lớn ha. Đây, sáu hũ nè, sầu riêng sáu hũ anh chị thấy không? Sầu riêng sáu hũ nè. Rồi. Một số cái chia sẻ về cái giống sầu riêng bên trại giống bên em để cho anh chị có cái nhìn khái quát ha. Đây là những cái lô hàng tuyển chọn để cho khách trồng ha anh chị. Chị nào thích thì có thể liên hệ với em ha. Hàng này hàng nuôi, tất cả đều là nuôi hết, tàn dù hết. Chị thấy là đang chuẩn bị đi tàn dù hết. Và nuôi là sẽ để thưa như thế này ha anh chị. Này là khu để nuôi dành riêng, nuôi tàn dù. Nó chiếm rất là nhiều diện tích ha anh chị. Nên bên em thì nuôi ở đây cũng số lượng cũng không có nhiều. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ sớm ha. Trễ quá thì cây nó không có còn. Này là sáu hũ anh chị. Chị đào đang tìm cái giống sáu hũ thì liên hệ nha. Đây, sầu riêng sáu hũ à, quá đẹp luôn anh chị. Hàng ba cơi tàn dù không, quay trên cao cho anh chị xem nè, lô nguyên lô ha. Đây cũng sáu hũ luôn. Đây mỏng thon, đây Ri6 mỏng thon, Musangkin đầy đủ anh chị.